Làm với tôi nhá. Nếu mi học từ cấp 1 trở xuống thì để tóc dài. Còn nếu mi học từ cấp 2 trở lên thì để tóc ngắn. Màu tóc sẽ là một trong các màu mi thích. Màu mắt sẽ là màu mi ghét. Mũi, miệng thì tùy. Mút phít thì tùy. Còn màu sắc thì sẽ là màu của con vật mi thích. Nếu mi đang vui thì thêm mà tâm này cho mặt. Đang buồn thì thêm cái này. Còn nếu co có, có, cảm xúc gì thì thêm mà tâm này. Nếu nhà mi có, nuôi thú cưng thì thêm cái mũ này nếu co thì mũ này chỉnh sửa lại chút xô so thành phẩm của mi vào linh nhạc nhé